Chào quý vị khán giả và anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Dạ, em tên là Văn Quốc Toản, sinh năm 1983, quê em ở Cà Mau, hiện tại em làm công việc ở quận 3. Công việc của Toản là gì? Dạ, em kinh doanh bên mà nhà hàng khách sạn, em là chủ, em chỉ tới lui em coi thôi chứ em không có trực tiếp em làm. Rồi, bây giờ mời chị mình giới thiệu về bản thân nha. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, dạ. Chào khán giả trường quay cũng như khán giả đang xem truyền hình. Thì chào em tên là Võ Thị Lan Anh, hiện tại đang công tác tại trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, quận Tân Bình. Năm nay em 36 tuổi và nhà em cũng hiện tại em đang ở Tân Phú, giáp Tân Bình. À, em xin lỗi, em quên chào anh bên kia. Dạ, dạ em chào anh ạ. Anh chào em. Dạ. Mình có ưu điểm gì hả Toản? Em thì cũng nói chung em biết làm bông với mà em biết nấu ăn. Có cái là khi em hay nhậu nhẹt, công việc em thì thường xuyên gặp khách rồi em cũng thường xuyên hay nhậu. Cái đó bớt đi nha, nhậu nhiều quá không tốt sức khỏe. Dạ, mời chị mình nói về ưu điểm khuyết điểm nè. Về ưu điểm của em thì là em nhiệt tình trong công việc, rồi yêu trẻ, biết nấu ăn, biết làm thơ, biết hát. Nói về khuyết điểm thì em có thể là đôi khi cũng hơi nóng tính và cũng hơi thẳng thắn quá. Khi mà em mà nóng tính một tí xíu thì em cũng mong là cái người ấy dịu lại. Còn nếu như mà người ấy không dịu thì em dịu. Mình hát bài cho nó vui gì đi, ha đàn gái ha. Dạ. Anh gì ấy ơi, em biết anh ở Cà Mau á, chắc anh hát hay hơn em nhiều. Anh cũng không biết hát nữa em. Mừng quá anh không biết hát, em hát có lỡ sai nhịp sai gì anh cũng đừng buồn nha. Anh hỡi anh ơi, em với anh bây giờ hai đứa hai bên rồi, biết bao giờ chúng ta gặp nhau. Nhưng ai biết đâu chương trình truyền hình khiến ta thành đôi. Thôi thì trông chờ Quyền Linh bên đó, Nam Thư bên này và mọi người ở dưới kia. Em đây cảm ơn thật nhiều chương trình kênh Tống Xe Duyên, cũng như cảm ơn gia đình bạn bè đã đến đây. Thì thôi ta bấm nút nghe anh để cho xung dày đôi bên. Dạ hết rồi anh. Trời ơi, xuất sắc. Dễ thương. Mà nói là hát dở, hát không hay. Trai cảm nhận thế nào? Bạn gái hát rất là hay anh. Hay hả? Giờ mình hát thử coi. Dạ, em thì em hát được một câu thôi. Rồi. Chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu mẹ quay ngang rồi bao. Thằng Tâm cái tính nó cọc cằn, sợ sau này con Hồng bị nó ăn hiếp. Nên bà cứ dùng vàng chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu chân. Làng xóm bàn tới bàn lui anh buồn thiệt là buồn. Từ cái bữa nhà anh qua chạm hội, thấy mẹ lắc đầu em cũng thôi giặt áo ở bờ sông. Được rồi. Rồi, hai người hát nó cũng vui. Vui. Em đã trải qua những cái mối tình thế nào rồi? Đi học xong thì em nghỉ học, em lên Sài Gòn em làm. Về thì có mấy tháng là em đi coi vợ, em cưới vợ em luôn. Nên em không có trải qua mối tình nào hết. Hai người chung sống 11 năm mà thấy không có tình cảm nên mới chia tay. Có mấy đứa con? Dạ, có một bé gái, hôm nay 10 tuổi anh. Lý do gì mà 11 năm mà cũng phải chia tay vậy? Tánh người thì gì, tánh người khác nên không có hợp nên chia tay. Rồi con gái 10 tuổi ở với ai? Dạ, ở với em. Ở với quê, với học, với quê, với bà nội. Thì mới nghỉ hè em bước lên đây được khoảng hơn tháng. Thôi, chia sẻ với em điều đó ha. Chị chia sẻ về tình duyên của mình ha. Về đường tình duyên thì thật sự là em cũng đã lập gia đình rồi, cũng chưa có con gì hết. Thì em cũng chia tay với lại chồng em cách đây cũng 4 năm. Thì nói về lý do chia tay thì thật sự là hai người có thể là không tìm được tiếng nói chung. Trong 4 năm đó không có ai tiến tới hoặc là không có ai tán tỉnh mình hay sao chị? Nói chung là trong 4 năm đó thì cũng có. Giả sử như hai người người ta tìm hiểu mình đi, rồi mời đi uống cà phê. Cái bữa đầu đi thì cũng như thủ tục gì đó, cũng hỏi thăm làm quen rồi đó. Cái qua bữa thứ hai, cái ngồi cũng uống cà phê, cái tự nhiên người ta có thái độ mà vui lắm. Không biết là bây giờ còn không, nhưng mà cái thời của Lan Anh đó là uống xong nó em ơi anh mệt quá. Cái bài này quen quá. Anh đi ngủ. Cái lúc đó là anh kêu vậy thôi anh về anh ngủ đi, là coi như xong rồi đó. Dạ. Hoặc là người ta không hỏi anh đi ngủ nữa mà nói là
Em ơi, anh muốn có một cái không gian nào đó chỉ có hai đứa mình thôi. Tự nhiên cái đang nói chuyện mới quen bữa đầu bữa sau, tự nhiên người ta đưa ra một cái hướng mà cảm thấy có thể là người ta nghĩ mình đã từng lập gia đình rồi, người ta nghĩ mình dễ dãi như thế nào đó, cái tự nhiên mình cảm thấy mình bị dị ứng. Em muốn một người yêu thế nào? Biết lo cho gia đình, lo cho chỉ là bây giờ em đã lỡ một lần rồi, em còn phải có một bé gái theo em á. Nếu mà thương em á thì cũng phải thương con em và biết lo lắng cho con em, không có nên mà béo quá. Không mập quá hả anh? Nói chung cao thì tầm khoảng 1m50 trở lên mà không có quá cao được. Vậy còn chị Lan Anh, một cái hình mẫu mà chị mong muốn là gì? Em mong muốn cái mẫu người của em cũng hơi giống anh Quyền Linh cũng được. Chủ yếu là biết quan tâm tới gia đình rồi xã hội. Anh này anh cao hơn Quyền Linh luôn á. Anh hiền hơn Quyền Linh luôn. Ít nói hơn Quyền Linh luôn, được không? Dạ được, nhưng nói chung em chỉ sợ em không đạt tiêu chuẩn anh đưa ra thôi. Em thì có 1m50 thôi. Không nói sao thôi chị. Chứ đó cũng là tiêu chuẩn thôi. Dạ em chào anh. Chào chị. Anh ghét điều gì nhất ở phụ nữ? Có gì thì giờ hai người cùng nói nhau chứ không có gì mà để mỗi cái là phải giấu không nói với nhau rồi tới sau xảy ra chuyện mới nói. Anh hiền quá, em không biết hỏi anh gì hiền luôn. Bây giờ anh ngồi anh nhút nhát anh còn rung rồi đúng không? Chị cảm giác mang lại rất là ấm áp. Chào đàn gái, dễ thương quá, nụ cười tỏa nắng. Có một vấn đề đây, anh là có con rồi. Dạ có con không sao, tại vì em là giáo viên tiểu học mà em rất yêu con nít. Rồi được á. Chị Lan Anh, hôm nay chị đi với ai? Hôm nay em đi với lại mẹ, rồi sếp của em, rồi đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh, có đủ rồi. Dạ xin chào hai MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ chào cô. Chào à. Chương trình. Dạ cô thấy là hiền, chân thật, là cái mẫu người mà gia đình cũng mong muốn, cũng được. Chắc là mình phải gặp học sinh của cô Lan Anh. Dạ xin chào chú Quyền Linh và xin chào chị Nam Thư. Chào dạ con. Cô con thực sự là một người rất là thẳng tính, cô là một người rất là cá tính và thực sự là cô là một cô giáo rất là thú vị. Vậy con có ủng hộ cô với chú không? Dạ con cũng hoàn toàn ủng hộ ạ. Con có muốn cô đi lấy chồng không? Dạ muốn. Bây giờ mình gặp đàn trai đi. Dạ em đi với cháu em với con em. Con tên là gì? Con tên gì? Tên Trúc. Con cảm nhận gì cô Lan Anh sao? Thấy cô là hiền. Có giờ bao giờ đánh con không? Dạ cũng có. Đánh mạnh không? Dạ. Chị có muốn nói vài câu gì với bé Trúc không? Nói chung là cô chào con, chào luôn cả cháu của anh Toản. Con có đồng ý cho cô và ba con đến với nhau không? Dạ con đồng ý. Rồi con thấy cô sao? Dạ cô hiền. Cô hiền hả? Nếu cô nói với con là cô không có hiền, con tin không? Nói chung là nếu như cô và ba con có đến được với nhau thì cô hy vọng rằng cô sẽ yêu thương con và con cũng sẽ yêu thương cô giống như là mẹ của con, được không? Dạ. Quá tuyệt vời. Cảm ơn chị. Trời cháu, con lớn này con nhìn thấy con thì con thấy cô dễ thương với lại thân thiện. Cậu con hiền không? Dạ hiền. Cậu con có mấy người đẹp bu xung quanh không? Dạ cũng có. Con có thấy cậu con nắm tay cô nào không? Dạ không. Cậu con kêu mấy người kia bằng gì? Bạn. Cậu có em gái mưa không? Dạ không. Còn bây giờ trách nhiệm thuộc về hai người. Chúng ta mở rào. Bắt đầu đi Toản. Anh chào em. Nay đến chương trình nên có làm hai món quà để tặng cho em. Rồi, em rất cảm ơn anh, món quà rất là dễ thương và rất là đẹp. Trời ơi anh khéo tay quá nè. Dạ thì để đáp lại cái tình cảm anh dành cho em, đây là một cái cuốn sách với tựa đề là Hiểu Về Trái Tim. Anh gặp em rất là vui. Chưa khi mở gào á, anh nghĩ em form nó đẹp cả vậy, mà khi mở gào ra em rất là đẹp. Em cảm ơn lời khen của anh. Thương em thương anh á thì em cũng thông cảm cho anh, tại vì thương anh phải còn thương con anh nữa. Thì những điều anh chia sẻ và em cũng nói rồi, em và anh có một cái điểm chung đó là phải biết quan tâm lẫn nhau. Đôi khi á, những cái cuộc điện thoại đến với em á, mình cũng không biết trước được, mà lỡ có yêu em thì đừng có ghen.
mình cũng phải nhìn nhận cái vấn đề nó rõ ràng một chút xíu để mình hiểu nhau, thông cảm cho nhau. Anh thấy đó vậy được không? Chuyện đó anh chấp nhận, tại vì cái điện thoại, khi cái công việc làm ăn của mình đó, công việc đó, mình đâu có trách nhất cái chuyện đó được. Công việc của em là giáo viên, bận rất là nhiều, sáng tới chiều ở trường, về nhà nhiều khi cái công việc rồi chuẩn bị giáo án, nói chung là có thể là anh sẽ thấy em là một con người của công việc. Cái điều đó thì nói chung đối với anh không quan trọng, tại vì cái công việc gia đình đó thì em bằng thì anh sẽ làm thay em được tất cả chuyện, cái công việc của gia đình đó, ví dụ là dọn dẹp nhà cửa hay nấu ăn được, tất cả anh đều làm được hết. Em yêu trẻ, vậy anh có yêu trẻ không? Có chứ. Tại vì công việc của em là tập trung trẻ là chính, lỡ mà em lên trường có những cái công việc em làm cho những đứa trẻ của em á, những lúc anh rảnh anh có thể giúp em không? Sẵn lòng giúp em, cuối tuần em mới được nghỉ đúng không? Tuần không được nghỉ luôn hả? Dạ, em nói thiệt luôn không nghỉ đâu, lý do là em dạy từ thứ hai tới thứ sáu, rồi thứ bảy, chủ nhật đôi khi tụi em phải đi học nữa. Có thể hẹn em đi uống cà phê hoặc là đi chơi, mà vào buổi tối bất cứ lúc nào anh vẫn đi được hết. Mà quan trọng là công việc em sắp xếp được là đi được. Dạ, anh cứ cho em một cái hẹn trước thì em sẽ cố gắng sắp xếp cái công việc em lại để chúng ta cùng có một cái buổi hẹn thú vị. Nhưng mà buổi thứ hai thì đừng giống như em đã từng gặp. Tại vì em bị nhạy cảm với cái đó lắm. Rồi, cái đó anh hứa với em. Thì nói anh vô đi, em ngồi đây anh canh cho. Nãy em nghe con anh nó nói là anh có đánh bé đó. Rồi có khi nào anh giận anh đánh luôn em không? Không, ba bé thì nhầm khi có chuyện anh nói, nói cũng hơi lì, anh la nó không nghe. Thì anh giận quá rồi, anh kêu là anh quýnh như đít một tay nhẹ thôi chứ anh đâu có quýnh con đâu. Mình có thể tặng anh ấy một bài thơ nào đó. Dạ được. Tôi với anh, hai người xa lạ, cùng tham gia bạn muốn hẹn hò, gửi trao nhau bao lời chưa nói và ước mơ đã dệt bấy lâu. Hãy vững tin một ngày mai tươi sáng, bao gian khó rồi cũng sẽ qua. Ta dìu nhau đi về bến cuối để đắp xây cuộc sống an bình. Dạ em hết rồi. Hay quá. Hay. Nếu thật sự yêu thương nhau mà cảm giác rằng đây là một mảnh ghép của mình sẽ ghép lại với nhau thì chúng ta hãy bấm nút. 3 2 1 hết thời gian. Chúc yeah, mừng. Chúc mừng. Chúc mừng chị. Mình nắm tay nhau đi. Con có muốn lên sân khấu với ba với cô không? Năm người này chụp đám cưới luôn nè. Ba người mình sẽ là một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Sớm báo tin vui nha. Rồi, rồi thấy thêm có nhiều thành viên nữa. Đây chú xíu nè, con qua đây, qua đây. Để ba con với má tương lai con. Hai người hôn nhau đi. Con xin phép cô cho ba người hôn lan nha cô. Hay quá. Được rồi gái. Những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện cho anh chị đến với cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng xem phim để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Phần quà dành cho hai bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên là một cặp nhẫn hẹn hò trị giá 2 triệu đồng và đặc biệt là một voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới trị giá 12 triệu đồng được tài trợ bởi thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu phân phối tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Một lần nữa chúc mừng cho gia đình mình. Dạ. Đi con. Đi con. Con đi trước đi con. Mong rằng họ sẽ an bình để đến cuối cuộc đời.